Ok, anh, anh xin chào các bạn hai K5 nha. Hôm nay em sẽ chữa đề của uh, liên trường ngang lần 3 nha mấy em. À, đề này là mới thi vào tuần trước ngày ngày mấy ta? Ngày 6 tháng 6 hả? đề này là trời ơi nó thật là đề này rất là xịn luôn nha mấy em có những câu là mấy em mấy em chắc là chưa thấy chưa thấy trước đó luôn á không gọi là sao ta <laughs> nói chung là rất là xịn luôn rất là đẹp rất là xịn không biết nhưng từng ngữ gì miêu tả được indescribable như đây em bây giờ không lên lớp học buổi sáng, học đến khuya. Nhưng <laughs> mà đề này sẽ nha mấy em, đề này là nghĩa là mấy em phải làm trước khi uh, thi chính thức nha. Đề này rất là hay luôn. Ừ. Đề này chắc phải cỡ uh, rất là xịn nha, cỡ Nam, cỡ Nam Định á, thì phải cỡ xứ Nam Định. Nhưng mà đề này nó anh nói chung là anh thấy rất là cái đề lần 3 của Liên Trường Ngang lần 3 là anh thấy nó hay hơn lần 1 lần 2 rất là nhiều. Rồi vô tự nhiên vô tối vui vẻ. Anh à Liên Trường Ngang lần 3 đề lần 3 nó xịn hơn đề lần 1 lần 2 nha. Nhưng đề này rất là rất là hay. Nghĩa là mấy em ít nhất phải làm cái đề này. Trước ngày thi á, đặc biệt là mấy cái Liên Trường Ngang lần 3 nè. Sở Anh Hóa lần 2. Sở đám Định. Uh, tụm nam định rồi chiến uh, chiên phần mũi châu lần hai cũng đỉnh nữa nói chung là đề này nói chung là anh à, rất là thích luôn à. nha sẽ lắm em đề này xịn lắm nha đẳng cấp ok thôi sửa luôn nha giờ luôn nha mấy em, em. lần ba xịn quá anh hơn lần hai lần hai bữa mới sửa không bằng cái này rồi, à, câu số 1 là về uh, phát âm uh, Câu số 1 là phát âm theo uh, phụ âm em. Phát âm theo phụ âm. Thì câu số 1 em em dùng cái gì đây? Câu uh, số 1. Đây là century company, customer, computer. Rồi cái này là câu A đúng không? Century, âm S em. Century. Century, thế kỷ á, âm S, century. Còn làm âm k Em âm làm K nha. Company, customer, computer. Đó, à, hay câu A, century. Câu số 2, site, fight list. Rồi câu C luôn, list. Âm um, im em. Này là wide. Đừng có lộn chữ này với chữ uh, em. Cái danh từ đó là sự hoang giả đó. Mùa hoang vu gì đó. Thì mới là B, con này là wide nha. Wild, byte, site. Câu C là list. Rồi câu số 3 luôn. Câu số 3. Đây là câu B. Motivate truyền động lực là một còn lại làm hai continue remember develop làm hai câu b là một motivate còn lại làm hai nha continue remember develop rồi câu số 4 uh, số 4 là câu d resource là làm hai mấy em còn lại là một shortage summer danger và resource làm hai còn lại làm một à rồi bình luận ơi bình luận đáp án mấy em câu số 6 nè nhớ sáu chọn gì đây mấy bạn hôm qua xem livestream của anh nay hết xem mà ta không tiêu hết rồi buồn quá có sáu chọn gì nè có năm giải rồi câu số 5 ở đây mấy em nhớ nè à, cái tính từ dependent Dependent thì mấy em nhớ là đi với on hoặc là upon nha Còn independent Nó sẽ đi với off Đó, Nhớ danh nha Dependent thì sẽ đi với on Hoặc là on Còn uh, Independent sẽ đi off Đó Thì câu này là câu C Ồ oh, bạn Alan Turing Hôm nay xem luôn hả Quá tuyệt vời xứng đáng Chính và lớn tiếng Anh này câu C Dependent thì đi với on Hoặc là on nha Còn Independent đi đi off nè, phù hộ Nó ra vẫn phù hộ tài chính Và bố mẹ Của cô ấy Thì câu này là câu C uh, Câu số 6 Hay số 6 nè dụng hey, dùng cái gì đây? Uh, insist thì em nhớ cho anh nó sẽ đi với on nha. Insist on. À, nhưng mà on nó phải đứng kế insist nha. Insist on mà dịch là khăng khăng đòi. Khăng khăng đòi làm gì á? Không an không phải. cô B danh từ là impact. Động từ là impact. Impact là ảnh hưởng. Uh, impact không có đi với on đây nha em. Để giới từ on đây nè. On on. Thật ra câu này nó dịch nghĩa chắc là làm được luôn á. Này câu C impose thì sai là không có on ở đây thì em nhớ cho anh chữ impose impose thì em nhớ là sao em impose something on somebody cái này mình dịch là áp đặt impose nó có nhiều nghĩa lắm em impose là có nhiều nghĩa lắm nha impose thì nó có thể là áp dụng áp đặt đối với uh, luật pháp á, luật lệ impose restrictions áp dụng những cái lệnh hạn chế và cái ở đây cái ngữ cảnh này là nó áp đặt cái suy nghĩ của mình cho, cho ai á. impose something on somebody nhớ nha impose something on somebody áp đặt là nhiều bố mẹ có thể áp đặt cái lựa chọn nghề nghiệp của họ lên những đứa trẻ mà không refer to không có đề cập tới cái sở thích của những đứa trẻ reference ở đây là sở thích em câu C nha Như là bố mẹ áp đặt Việc chọn nghề nghiệp luôn á Là nếu có trẻ Mà không 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 có quan tâm đến sở của con cái à, Áp đặt luôn Câu C Rồi tiếp luôn nha Thấy không Tài số 7 Idiom Rồi con nào lỗi con nào mấy em câu số 7 Anh thấy mấy câu idiom á Là mấy bạn mục tiêu tầm 10 điểm á Rồi học nha Còn 9 plus thì thôi anh nghĩ là Vô hình xui mấy em chứ tầm 10 điểm rồi hãy học idiom nha Nó vô vàng lắm Nó nó vui bạn nào mục tiêu 10 điểm rồi hãy học Còn 9 plus hay thì uh, Câu này hình thấy là lên lỗi đi Thành dành thời gian mình học từ vận thì hợp lý hả Như câu số 6 nè Dành thời gian học từ vận như vậy thì hợp lý hơn Bởi vì cái câu này nó hạn chế điểm 10 hả à? Câu số 7 ở đây là câu B Câu B nha Rồi em nhớ cho anh cái idiom này The cream of the crop cái này mình dịch là kiểu người giỏi nhất á, những người giỏi nhất luôn. The best of a group of similar things or people. Kiểu người giỏi nhất mấy em. Hello em, hello, hello bạn Thanh Thư Nguyễn. Ở đây mình dùng là the cream of the crop nha mấy em. Kiểu như là the best of a group of people là giỏi nhất của một nhóm người hay là things mà, của những người hay à, của những vật the best of a group of people và nhớ nhá như là những người giỏi nhất á giỏi nhất luôn em người giỏi nhất thì đây mình dịch là in the world of women's tennis trong thế giới uh, tennis phụ nữ thì chị em nhà William là the cream of the crop là những người giỏi nhất và họ đã thống trị dominate thống trị cái giải vô địch trong lịch sử thể thao này cô B thì con này cũng bên nha à, đây đừng có bạn nào nhìn lộn hai chữ crowd nha này đám đông nha không phải vương miệng đâu vương miệng thì cái d này là n nếu chung mà con này cũng bê là cũng bê nha em the best of a group of people đó. là giỏi nhất trong một nhóm người hoặc là đối với vật luôn nha rồi tiếp nha em the cream of the crown câu số 8 đây là về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và đề trại ngữ chỉ thời gian câu số 8 Anh à, nói thật nha, bạn nào vô sau thì anh nói là cái đề này rất là đỉnh chứ mấy em Anh à, nói thiệt là mấy em mà làm đề cũng mấy sở mấy trường mấy chục đề rồi mà không làm đề này là anh nói thật là trời ơi Rất là à, đáng tiếc luôn á Hay lắm nha, xíu được có cái câu đó, nó đỉnh lắm Xin nữa có cái câu đó đỉnh nha Câu này đỉnh lắm á, à, đề này đỉnh lắm á thì nó nhớ là tương lai đối với cái dạng này thì tương lai nó sẽ đi với hiện tại đơn hoặc là hiện tại thành nha cái câu này là câu c em tương lai đơn nó đi với hiện tại đơn hoặc là hiện tại thành đây là câu c là one genuine interest cơ sở hết thật sự một người sẽ uh, gi giữ cho anh ấy đi đúng hướng keep somebody on track giữ cho anh ấy đi đúng hướng cho đến khi anh ấy đến được cái điểm đến cuối cùng à, là câu c em nhớ là tương lai ở đây cũng không phối thì quá khứ nha cái quá khứ loại hết Rồi à, câu số 9 Australia's imported fruits những cái loại trái cây được nhập khẩu từ Úc rồi Ở đây thì mấy em coi như chủ ngữ bình thường thôi Ở đây purchase, động từ là mua sắm Thì trái cây phải được mua sắm đúng không? Thì đây là câu C Bị động với model verb Can now be purchased Là những trái cây được nhập khẩu từ Úc Có thể được mua sắm ở những hầu hết sửa lớn trên khắp đất nước Rồi, câu số 10 Rồi, câu số 1 mấy em chọn cái gì? À đây thật là anh giải đề của mấy sở mấy trường là tầm bao nhiêu đề ta? Tầm 70 80 đề rồi à, 70 80 đề. Thì đây là cái cái đề đầu tiên mà nó ra kiểu này luôn nè. Đây là cái đề đầu tiên nó ra kiểu này luôn mấy em. Thật sự để lâu con mời mấy em chọn cái gì. À, anh chờ mấy em cùng mình đáp án á. Anh giải 70 80 đề của mấy trường mấy xã năm nay rồi mà đây là cái dạng đầu tiên luôn nè. Vĩnh vĩnh bấm xác định minh họa nha. Vĩnh bấm xác định minh họa. Câu này chọn gì mấy em? Trời ơi anh học chứ chính thức mà hôm nay nó ra kiểu này thiệt sự là bạn nào mà không nhớ kỹ kiến thức là sai nhiều lắm á cái gì? Nó không bình thường đâu, nó không bình nó không cái bình thường như những cái đề khác đâu nha. Đọc kỹ nha, đọc kỹ nha. Đọc kỹ, đọc kỹ. Đọc kỹ, đọc kỹ. Dùng cái gì đây? Tại vì á nhiều bạn <laughs> nhiều bạn là cứ theo thói quen làm đề làm đề cũng biết rỗi sợ vô là cứ gặp cái dạng này là vô chọn cái đó liền thì đọc kỹ ra đọc kỹ Trời <laughs> ơi, đấy thật là rất là đỉnh luôn mấy em mà làm quen quen là vô chính thức mà nó bổ dục á bổ dục mà đảo giống như câu này là mấy em sai hẳn lạc, lạc luôn bổ dục mà đảo như câu này là sai hẳn lạc luôn á Rồi đấy nè có chữ first đấy thật chứ là chính thức năm nay mà đảo như vậy thì thật ơi, sai là, là, là lạc lắm rồi nhớ nhau Ờ à, mấy em thấy nè cái động từ thứ nhất là động từ organize cái động từ thứ hai là words thì ở đây dùng cái gì ở đây có hai động từ động câu bắt buộc phải dùng mình để hại hệ đúng không động từ thứ nhất là organize động từ thứ hai là words thì hai động từ động câu bắt buộc phải dùng mình đều ủng hệ thì ở đây uh, dùng cái nào em nhưng mà để nè có chữ first em nhớ trong mình để ủng hệ mà trước danh từ có những từ chỉ thứ tự như là first second hoặc là search gì đó hoặc là only Next uh, Last thì mình sẽ rút gọn mình đều quan hệ dùng tu vớt nha nhớ nha nhớ nha ai đời này rất là xịn luôn anh nghĩ là mấy bạn uh, ở nghệ an mà mấy trường nghệ an là vô con này cô sơ nhiều lắm nha nhớ cái này cho anh nha rất là đỉnh nha nó thật là để chính thức năm nay mà ra kiểu này là mấy bạn mà không chắc đáp án á à, không chắc kiến thức á vô là sai cái nuôi luôn do thói quen, cứ chọn liền mấy em <laughs> nhớ nha trước danh từ mà có mấy cái từ chỉ tự như là first second third hoặc only next last thì nhớ là rút gọn mà đều hệ dùng tu bóp rồi thì ở đây tu bớt chỉ có cô d thôi nha d mấy em đó nhớ kỹ cho anh nha nhớ để nha chữ first à. nhớ kỹ nha đó đó con này là câu d đó nhớ đọc kỹ <laughs> em nhớ nè, nếu mà vừa có tu vớp vừa có bị động á thì mình vẫn phải ưu tiên cái tu vớp trước nha. <laughs> nếu mà vừa có tu vớp vừa có bị động, mình phải mình vẫn phải ưu tiên cái 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 tu vớp nha em. Mặc dù nó chèn bị động rồi đó thì mình phải ưu tiên tu vớp đó nha. to be organized. Đó đọc kỹ anh nha. Nên đề này rất là xẻ luôn. Đây đây chính thức mà xoáy như vậy là sai quá trời luôn á. Là cái cuộc thi hát nhân gian nghệ tỉnh đầu tiên mà được tổ chức ở trường của chúng tôi là vào năm 2010 đó là câu D nhớ kỹ nha câu 11 à, con này dễ rồi trước xin chiên tại thành, thành sau xin chiên quá khứ đơn thì à, uh, này là câu B hả mấy em ngữ số ít thì câu này là câu B has <laughs> neglected <laughs> nhớ kỹ nha nhớ kỹ câu số 10 chắc anh phải đăng <laughs> cái câu này riêng lên cho mấy em nhớ quá trời chính thức mà ra chỗ này là Học sinh sai hết á, sai, sai nhiều lắm á <laughs> Nhớ nha ngồi hỏi cô bé em, chỉ ngữ số ít thôi Con gái tôi đã lờ đi Neglect, lờ đi việc học Kể từ khi cô ấy bắt đầu sử dụng mạng xã hội Rồi <laughs> Đó 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 <laughs> để, để thói quen thôi Câu 12, Moon Moon ở đây dùng cái gì Ở đây em nhớ là phần mạo từ Mà vật thể duy nhất Vật thể duy nhất như là Moon, Sun Moon, uh, Sun, Earth là mình dùng đờ giúp em the moon thôi và thi nhất là dùng đờ uh, the, moon the earth the sun là vào năm 1961 tổng thống Hoa Kỳ John Frank Kennedy thách thức quốc gia là đưa con người lên mặt trăng trước cuối học kỷ rồi có số 13 13 thì uh, say ngu say <laughs> ngu giống như năm ngoái thấy gì ta Ấn Độ Châu Phi gì đó, đó Ấn Độ Châu Phi Nên, nói chung là nhớ kể con này nha à, câu này vận dụng cao nè À, anh nghĩ là bạn nào mà giải đề nhiều thì anh nghĩ cái câu này làm được thôi. Bạn nào mà giải đề nhiều thì anh nghĩ làm được câu 13 này. Em em dùng cái gì mấy em? Ở đây mình sẽ có một cái cộng đi được với on of off. Cái này là collocation. À, bạn dùng cao nha. Thì mấy em nhớ cho anh nè. Cái chữ... Cái gì mấy em? Mấy em biết chọn gì không? Này chọn gì làm mới coi. 13 khó 14 nha. 14 mà dễ rồi. 13 thì đây chọn gì mấy em? Mấy em coi dùng cái gì đây? này dùng gì biết không câu a là nơi chốn hả à? câu b là khu vực câu c là mặt đất câu d là cánh đồng dụng gì dụng gì đây rồi thì đây anh nhớ nè mình sẽ có cộng là on crowds of something là dựa trên lý do đó dựa trên lý do hay là dựa trên cái gì mà em dựa trên lý do nha on grounds of something là dựa trên lý do thì câu này là câu same on grounds of something ground ở đây là lý do không em ground ở đây là lý do nha nó là một cái uh, good reason âm à, nó là cái reason đó. À. Cái lý do on grounds of something dựa trên lý do hay là dựa trên thôi thì ở đây mấy em dịch nè there should be no discrimination không nên có cái sự phân biệt đối xử discrimination dựa trên hay là dựa trên lý do về uh, uh, giới tính chủng tộc race hay là tôn giáo về giáo dục và công việc hay là cô xem on grounds of something nhớ nha nhớ nhớ anh cụm này nè on grounds of something dựa trên lý do hay là dựa trên hả dịch sao mấy em dễ hiểu là được hay là cô C rồi tiếp luôn nha câu số 14 14 thì dễ mấy em 14 thì dễ rồi the difference thì nhớ cho anh có cụm lại gì mấy em make the difference thôi nha câu này là câu a à, make the difference là tạo nên cái sự khác biệt thì con này là con a là last match trong trận cuối cùng à, bác chung à, bác nguyễn đức chung thì phải à dạ yeah, ok để đang để, 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 để coi lại à, bác chung hay đổi cái đội hình với information uh, vào uh, dưỡng hiệp uh, cho tiến dung vào tiền vệ midfield và hãy Yến uh, tấn công nhưng cuối cùng thì đó là ma thuật của hình như mà tạo ra sự khác biệt thì nhớ là make a difference nha make a difference tạo ra sự khác biệt câu 15 lên về từ loại warren to be đi với tính từ thì câu này là câu d successful thành công những người uh, biểu tình không có thành công trong việc thay đổi chính sách của chính phủ rồi ừ, câu số 16 ở đây về to be bình như động từ động từ mẫu thì ten thì em nhớ là tend to do something có xu hướng làm gì đàn ông thì có xu hướng có mối hệ tốt hơn với những người vợ của họ khi họ chia sẻ việc nhà câu c câu 17 câu chữ đen là dấu hiệu của so sánh hơn thì câu này là câu a nhé more demanding công việc thì đòi hỏi hơn so với anh ấy nghĩ ban đầu về anh ấy từ bỏ nó rồi câu số 18 they have repaired hiện tại thành quy định lại là have been day thôi câu c have been day họ đã chuẩn bị cho biểu trình về bình đẳng giới tính hay C rồi tiếp luôn nha mấy em câu số 19 rồi câu 19 luôn tới 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 câu này chọn gì đây chọn gì mấy em đây đây câu này câu này anh thấy cũng hay nè đây dù này chọn gì câu này chọn gì mấy em trời ơi câu này với câu số bao nhiêu đây anh ta số 10 số 10 thì quá đỉnh rồi cái số 19 này em chọn gì mấy em 19 chọn gì đây 19 Razer này có vậy chứ Anh nghĩ là đề, chính thức mà ra cái này là cũng sai nhiều lắm em Chọn gì đây chọn gì đây Anh nghĩ là nếu mà mấy em biết nghĩ hết ABCD luôn vẫn có thể chọn sai nha Cái câu này nè Nếu mà anh nghĩ đó Mấy em mà biết nghĩa hết luôn vẫn có thể chọn sai Chọn gì <laughs> Chọn gì đây? là gì đây? Ở đây mấy em dịch cái figure là gì mấy em? Figure thì nhớ cho anh là nó có nhiều nghĩa lắm nha. Nó có thể là con số hoặc là nhân vật. Ví dụ như là public figure là người nổi tiếng á. Thì ở đây mình dùng cái gì? Would you à, có, có nghĩa nha. Fill là điền vào mấy em. Điền vào như điền vào đơn xin việc á clean the application form Câu B sum up là sum up, mấy em nhớ nghĩa nè sum up nó bằng cái chữ uh, uh, summarize uh, em tổng hợp lại nói tóm lại kiểu tổng hợp ý chính lại uh, sum up là kiểu summarize thường mấy em viết uh, writing á đặc biệt bạn nào mà thi uh, IELTS writing thì thường có cụm gì to sum up nói tóm lại đúng không summarize à lộn anh ghi lộn như thế này summarize là nói tóm lại thì tổng hợp á nói tóm lại à, đừng có gì là cộng nha cô c mới là cộng em add đúp là cộng vào á h là cộng vào còn cô d look cover Look cover thì em nhớ rằng nó kiểu như cover uh, kiểu examine something xem xét kiểm tra cái gì examine something kiểm tra xem xét á thì ở đây em, anh nghĩ á câu a là chắc không chọn rồi tiền vào con số liệu hả Câu B là nói tóm lại tổng hợp của không, không, hợp lý luôn. Anh nghĩ là nhiều bạn sẽ chọn câu C. Câu C là cộng 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 như phép cộng bình thường ha. Ở à đây nếu mà em dùng câu C này, dịch nghĩa nè. À, bạn có thể cộng những con số này lại cho tôi và xem có bất kỳ lỗi nào không. Nghe kỳ kỳ sao đúng không? Tự nhiên cộng giúp tôi rồi còn xem có lỗi gì không. Nghe kỳ kỳ ha. Tự nhiên để mình stack thì thường là mình phải mình coi mình có lỗi gì không đúng không? Mình xem xét, mình kiểm tra xem mình có lỗi đúng không? xem xét kiểm tra coi có lỗi thì đây phải là câu d nha look over đây là câu d không? look over kiểm tra xem xét đó là câu d tự như là mình phải xem xét coi có lỗi không á đúng không bạn có thể xem xét những số liệu này cho tôi và xem coi uh, uh, có lỗi rõ ràng nào không đó kiểu như mình check coi có lỗi không á exact mình check À, nhiều bạn có thể thấy số số cộng 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 và câu C đó. hay à, là dễ sai nha. Câu D. Rồi 20. Nam và Linh đang nói chuyện với nhau ở trong uh, sân trường sau giờ học thì Nam gì? Do you feel like? Bạn có muốn đi biển? bạn bạn có muốn uh, ra biển đi dạo không? Hay là dạo không em? Cô B thôi. That would be great. Đó là sẽ là rất là tuyệt vời. Tuyệt vời đó. không an không có gì Cô C tôi không đồng ý. Câu 21. Là nói chuyện với Sơn bên ngoài nhà hàng sau cái sinh nhật của cô ấy. Thì là nói gì? Thanks for your gift. Cảm ơn vì món quà của bạn. Ờ, món quà mà sơn tặng đó em sinh nhật mà món quà sơn tặng thì đáp lời là cảm ơn thì ở đây là cô b i'm glad you like it tôi rất vui và hết nó con a sự thật là tôi không thích à cô c dĩ nhiên không à dĩ nhiên hả à? đắt tiền cô d bạn biết nó trị giá bao nhiêu không em vừa đang xem anh chữ vừa ăn cơm trời ơi anh còn chưa ăn tối nữa đó anh chưa ăn tối sao mấy em ăn được không có thời gian ăn anh đang cống hiến cho hai cây năm hai Nam không cố gắng đi rồi tiếp nha câu số 22 đồng nghĩa when the robbers khi mà những tên cướp bước vào nhà khi đi ở trong uh, nhà bếp she in her shoes she là she là kiểu uh, lắc các em như lắc đầu á, hay là rung rung gì á rung rẩy à uh, À, trong shoes à? và không có dám đe là dám không có dám di chuyển một in ở đây mấy em thường thường mấy em thấy ở trong nhà mà tự nhiên cướp nó vào thì thì thường là mình chắc là mình sợ đúng không mình sẽ run rẩy đúng không cướp vào nhà thì run run rẩy sợ hãi thì đây là cô b đồng nghĩa là cô b trembling with fear tremble là run rẩy á tremble là run rẩy run rẩy với uh, run sợ run rẩy với nỗi sợ hãi Câu A nấu bữa ăn à? Câu C đổi giày à? Câu D là vui Delighted Câu 23 Nhiều yếu viên bây giờ disapproval à, Phản đối việc sử dụng điện thoại di động ở trường đến nỗi mà họ đã cấm và bí định Bất kỳ học sinh nào sử dụng trong lớp Thì uh, disapproval ở đây là phản đối thôi Phản đối thì đồng nghĩa ở đây là câu D Opposed to Opposed to là phản đối nha Opposed to là phản đối Chúng thì Ờ, đề này thì cái phần này thì anh thấy chắc cũng được ha, nó không có khó. Thì uh, câu uh, này là câu uh, đám opposite to. Câu A là ủng hộ á. Uh, là ủng hộ, support em, um, ủng hộ. Còn câu B là đồng ý câu C là ủng hộ, luôn, favor. Câu 24 trái nghĩa. ngày nay thì fashion designers, những nhà thiết kế thời trang thường đi ra khỏi cái uh, tách biệt khỏi cái phong cách conservative, cách bảo thủ hả? Và thúc đẩy uh, À, đồ bơi là quảng bá đồ bơi là review dễ yeah. tiết lộ những cái đặc tính uh, thể chất của cơ thể những cái thuộc tính attribute thuộc tính đặc tính gì đó mấy em Thì review tiết lộ đáng như là, là che giấu của b hide che giấu có block là chặn chặn à, chặn chặn người yêu cũ chia tay sau rồi chặn block c đi stock là sinh tạc mấy em thường này sinh tạc sự thật á distort the truth Ủa đề cho thấy rồi 25 we really vẻ sáng phần for four. chúng tôi rất là cái dễ biết ơn đúng không biết ơn sự đỡ của bạn nếu không có nó thì chúng tôi đã không thể hoàn thành được công việc đúng hạn thì cái này là biết ơn thì trái ngược lại là không biết ơn mấy nhìn đáp án em đón à nhìn là biết là cô bơi đúng không depreciate hơn hơn là mấy em sẽ gặp chỗ này nè appreciate là trân trọng thì mấy cái đi đi hờ hờ đó, nó 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 sao ta như decrease là, là giảm á decrease là giảm decline là kiểu, kiểu giảm giảm thì depreciate cũng kiểu gì là mất giá trị hoặc là không trân trọng á à, mấy cái đi đi depreciate là làm giảm giá trị hoặc là không có trân trọng c cầu d tôn trọng rồi câu 26 nói chung là đề này chuẩn có rút được minh họa nên có mấy câu mấy em thấy rất là quen nha trừ cái câu kể <laughs> câu mình đều hệ trên thôi nó khác một xíu hai mươi ở đây ở goal trong quá khứ hay câu b em? b nha hay câu b ở đây là upload tải lên em upload Thì câu này là câu b là giáo viên của chúng tôi tải cái video về lợi ích của học online hai ngày trước 27 học sinh thì rush to vội vã học cho kỳ thi tốt nghiệp trung học quốc gia bởi vì năm nay hay là bộ giáo dụng và đào tạo nha mấy em Ministry of Education and Training bộ giáo dụng và đào tạo sẽ tổ chức nó sớm hơn thường lại thì ở đây cái cục uh, uh, the National High School Graduation Exam là SWOT nhé SWOT thì đây cũng sai cũng sai nha à, 28 còn mấy em có làm được không em 28 vừa dùng cao nè 28 vừa dùng cao 28 là vừa dụng cao coi dụng gì đấy em 27 thì ở đây cái cục này là số 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 ít mấy em. Cục này số so ít thì ở đây là OC thôi, hold it. Earlier than usual. À, tổ chức nó sớm hơn thường lệ. 28, hay vừa dùng cao dùng cái gì đây? 28. Cái uh, phần từ vựng dưới hầm lẫn này thì anh có gửi tài liệu lớp off rồi. Đây cái này uh, học tài liệu anh làm được hai Cái gì nhỉ, mấy em? Đó em làm gì? Câu này uh, thường cái dạng sai về từ vựng á. Thì chắc là em nghĩ là nếu mà không biết thì anh nghĩ là mấy em kiếm chữ nào lạ nhất thì mình chọn chữ nào lạ nhất mình chọn nha chữ nào mà anh nghĩ là nó nhiều từ loại nhất á chữ nào mà nó nhiều từ loại nhất thì mình chọn nha cái này dùng cái gì đây đố em này chọn cái gì rồi mấy bạn mục tiêu chính plus rồi mình ơi câu này mà không làm được thì đừng có mơ Chính plus nha dùng gì mấy em rồi where are you now <laughs> Chọn gì? Chúng tôi cho thấy là three dimensional electron gas khí electron ba chiều, three dimensional. Luôn luôn đến cái trạng thái equilibrium. Equilibrium là cái gì ta? Cân bằng mấy em. Rồi stationary. Rồi đây ở à đây nè sao cô sơ nha nói luôn sao cô sơ ở đây à... bởi vì sao sao cô sơ nó sẽ là chữ này nè à, em nhớ danh cặp từ này nha stationary cái này thì à, em nhớ danh nó nghĩa là đứng yên á not moving not moving nha là đứng yên còn à, cái cô sơ này là nó à, Chữ này là đậu bị chen nhau nha stationary này mình dịch là À, văn phòng phẩm mấy cái đồ mình 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 uh... văn phòng phẩm là gì em kiểu như mấy cái đồ mà để viết sử dụng trong văn phòng á văn phòng phẩm thì câu này là dùng stationary stationary nha để cho mấy em coi trong từ điển nè Ở đây này em đây is here đó nhớ chữ này nha stationary đây not moving không chuyển động đứng yên luôn á nó intended to be moved à, stationary đứng yên thì uh, còn cái chữ uh, stationary này à, dưới này đầu với nhau mấy em stationary đây là văn phòng phẩm là nhánh từ nhé đó thì nhớ dành cái này thì ở đây con này là câu xem stationary là không chuyển động cứ như là cái gì mà khí ở trong ba chiều gì à, đến được cái trạng thái cân bằng đứng yên á stationary equilibrium state thì câu này là câu c Đã, nhớ nha à tiếp luôn mấy em cô máu à, à school à, đọc điền luôn nha đọc điền này anh thấy câu nào hay ta à có có câu ok đó. câu 29 này anh để này dễ rồi school balance bạo lực học đường là chỉ vật thì có dấu phẩy nữa. mới phẩy không dùng dash thôi. Ờ, có dấu phẩy không được dùng dash thì nên dùng which. Câu A. A. 30 chọn gì em? 30 chọn gì đây? Chọn anh 30 à. 29A dễ rồi, 30 nè. 30 thì vẫn dễ hơn câu 33, 30 dễ hơn 33. school valence, bảo lộc đồ, cái là một cái roaming cancer, là ngại ngày, ngày ngày tăng trên khắp thế giới. Có thể có devastating effects ảnh hưởng phá hủy nó gây hại lên học sinh, giáo viên và thành viên. Khi mặc dù the causes mặc dù nguyên nhân bạo lực học đường thì rất là phức tạp, Complex thì những nghiên cứu đã cho thấy là social economic status, cái trạng thái uh, uh, xã hội kinh tế uh, năng động gia đình gì đó, sức khỏe tinh thần và tiếp cận với vũ khí rồi đóng góp cho cái vấn đề. thì despite efforts, mặc dù những cái nỗ lực để ngăn cản bạo lực học đường như là Rồi, đây dùng gì em? Để nè, câu 30. Câu số 30 mình dùng cái gì đây? Uh, measures. Để, uh, giải pháp thì mấy em đoán đoán đây chắc là mình phải áp dụng biện pháp không? Áp dụng giải pháp, thực hiện biện pháp. Áp dụng. Áp dụng thực hiện. Động từ nào đây? ở uh, đây là câu đêm Implement implementing nếu nhớ cho anh chưa im 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 uh... rồi cô bê luôn apply luôn biết ngay mà <laughs> apply apply là ứng dụng à. ứng dụng áp dụng nhưng mà apply mình không có dùng được với chữ uh, measures em apply không dùng với measures nhá apply không dùng với measure được nhớ nha apply không dùng với measure được à, không à, mà mà em cứ bình luận đây nha sai không có sao đâu đừng có ngại quê không sao thường nó thấy là cái viên hỏi mình và mình trả lời uh, và mình sai thì mình sẽ nhớ lâu hơn mình đúng em thường thường như vậy á nên đừng có ngại nhé <laughs> like không dùng được với major nhé còn câu uh, c sentence ở uh, sentence danh từ là cái câu và động từ là kết án thì cái này cô em implement thì nó có động từ này là bằng cái chữ uh, area mấy em tiến hành nhá implement là tiến hành á À, giống với carry out element of research hay carry out of research tiến hành áp dụng nói gì đâu buồn rồi, thất bại mày hành công Cố lên đây mặc dù những cái nỗ lực ngăn chặn bạo lực học đường nhưng là áp dụng thực hiện thực hiện uh, nó phải điều measure element measure thực hiện uh, những cái giải pháp an ninh nghiêm ngặt hơn và cung cấp những cái dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cao số linh thì <laughs> những cái sự việc bạo lực tiếp tục xảy ra rồi 31 à, 31 anh nghĩ nhiều bạn cũng sai em mốt là anh nghĩ nhiều bạn cũng sai rồi. cái như em đọc kỹ có 31 còn liên từ đúng không ta liên từ à, 31 thì em đọc cái câu trước đó. như là mặc dù những cái nỗ lực để ngăn chặn uh, bạo lực học đường như là giải pháp gì đó nhưng mà bạo lực vẫn còn tiếp diễn có nghĩa là vẫn còn vấn đề đúng không cái câu trước kiểu như là vẫn còn vấn đề bộ lọc đường ừ. câu trước là vẫn còn bộ lọc đường à, cái câu sau gì đây It's important nó rất quan trọng cho tất cả những stakeholders stakeholder thì thường là dịch là cổ đông em nhưng mà ngoài cổ đông trong công ty nó còn nghĩa là những cái người đó một vai trò trong một cái xã hội đó, trong một cái tổ chức thì nó quan trọng cho những stakeholder bao gồm nhà giáo dục gì đó Và chính xác nhất ở đây là cứ như vẫn còn vấn đề như là bạo lực đường vẫn còn xảy ra do đó vì vậy rất quan trọng cho tất cả những người trong một cộng đồng bao gồm những người này là phải làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề này đúng không như do đó cũng như là vẫn còn vấn đề đó em nên tất cả chúng ta vẫn phải cần hợp lực nhau để giải quyết vấn đề này đúng không nên do đó cũng như vẫn còn vấn đề mà nên tất cả chúng ta cần phải hợp lực lại để giải quyết nó nên do đó thì câu này là câu a nha dịch bình thường thôi nha mấy em Therefore, thì uh, con này là câu A câu C hơn nữa rồi này con A nhớ nha tự nhiên là mấy em dịch có câu trước nè tự như là vấn đề uh, violence vẫn còn do đó rất quan trọng cho tất cả mọi người bao gồm bla 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 là cơ quan thực thi pháp luật nhà chính như làm chính sách là làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề này và tạo ra cái môi trường học tập an toàn toàn diện cho ở uh, 32 ở đây uh, để danh từ số nhiều danh từ số nhiều thì ở đây mấy loại được cục A, của B qua A, B cộng nhân từ số H rồi ở đây cục C, cục D đều cộng được với danh từ số nhiều nha sum thì còn cộng với danh từ tử... không, không được nữa à O thì nó cộng chữ nào cũng được đúng không em ở đây về ngữ cảnh này thì chắc chắn là mình phải tất cả mọi người phải làm việc cùng nhau giải quyết vấn đề này tạo ra môi trường an toàn cho tất cả học sinh đúng không mình nghĩ là cô D rồi đó là môi trường an toàn cho tất cả học sinh là cục D cho tất cả học sinh nha chứ không phải là cho một vài học sinh được chứ tự nhiên môi trường an toàn cho một vài học sinh nghe kỳ kỳ thôi cho phải cho tất cả học sinh rồi 33 mươi ba ba thấy xịn nè cái phần cái phần này nó nghĩ nhiều bạn vẫn đang không có biết phân biệt được là cái chữ nào là chữ nào ba ba nghĩ chắc phải tầm vận dụng vận dụng cao á Trời trời thi thấy đến nơi chơi không phải có rồi 33 mươi ba chọn gì mấy em chọn gì đây ba cũng rất là xịn luôn nha 63 à, hay em dùng gì đây bằng việc gì khi à, đã được warning signs of school violence những cái dấu hiệu cảnh báo của bạo lực học đường thì em dịch dịch câu này chắc chắn là gì ở à, đây chắc chắn mình loại được con A với con C rồi watch là xem see là nhìn bằng cách xem dấu hiệu cảnh báo rồi à? bằng cách nhìn những người cảnh báo nghiêng kỳ kỳ đúng không ở à đây chủ yếu là câu b câu d nè câu b câu d mấy em có phân biệt được chưa ta không biết là recognize với realize là mấy em có bị Confused uh, confuse chỗ này không thì mấy em nhớ cho anh cái chữ recognize á thì hai chữ này mấy em đều dịch là nhận ra đúng không đều dịch là nhận ra thì recognize là kiểu nhận ra nhưng mà thường là mình sẽ hear và see nha phải nghe và thấy và mắt thường nha nhớ nha nè cái chữ recognize á là nhận ra kiểu như là mình 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 biết cái gì đó mà bằng cách uh, nghe hoặc thấy và mắt thường còn cái chữ realize đó. realize động từ là nhận ra luôn nhưng mà nó kiểu như cái này là understand em hiểu quá hiểu hiểu uh, hay là aware of nhận ra cái gì đó kiểu như là Ủa, này như sai ta. understand ví dụ như recognize ví dụ như là I recognized him as soon as he came in the room. Tôi nhận ra anh ấy ngay khi anh ấy bước vào phòng. I recognized him as soon as he came in the room. Lại bước vào phòng là nhận ra rồi. Nhưng nhìn vào mắt thường là mình nhận ra ông này là ai. Ông này là người cũ của tôi, đúng không? Mình nhận ra rồi. Còn realize là nhận ra kiểu mình hiểu được, mình nhận thức được. Như là ví dụ như là I didn't realize that you were so unhappy. Tôi không nhận ra là bạn không có vui. Cứ nhìn nhận ra mình mình hiểu được mình nhận được cái này nó khác với hi với si nha hi si là kiểu nó, nó, nó nghĩa đen à thì con này để nè những cái dấu hiệu cảnh báo của bạo lực học đường thì dùng cái nào em ở đây là phải thấy đúng không phải thấy mà phải phải phải, phải kiểu như phải uh, lên trường mình thấy mấy cái hành động mà bắt nạt học sinh thì mình thấy phải nhìn vào mắt thường đúng không thì cái này phải là câu b nha recognizing mấy em à, cái như mình phải thấy nha để thấy với nghe thì con này là câu b nhớ nha cái như là mình phải lên trường mình thấy những cái dấu hiệu bạo lực học đường như là mình đánh nhau à. À, ra mép bố mẹ mép thầy cô lên à, nó đúng, đúng không mà phải nhìn phải nhìn thấy nha. phải si mấy em bắt buộc phải si rồi chứ không có understand away rồi không có understand nha để của b là bằng việc nhận thấy những cái dấu hiệu cảnh báo của bạo lực học đường là mình phải mà mắc thừa thấy bắt nạt á thì thúc đẩy những cái tương tác xã hội tích cực và động viên cái việc giao tiếp mở để hãy giúp ngăn cản những hành động bạo lực trong tương lai Hả? thì cái này của b rồi tiếp luôn nha, còn à, nó luôn bài đọc hiểu năm uh, câu em, tiếp luôn nè, Vietnamese students, cái này cũng không có khó, bài đồng này thì cũng bình thường, thì học sinh, À, mình không dùng C với em, C ở đây không có hợp nghĩa nha, tự nhiên nhìn, uh, nhìn những cái dấu hiệu mà, nó không có dùng C ở đây được nha. Nếu dùng câu B nhận thấy thì nhận ra nhận thấy nó phù hợp nghĩa hơn. Cái C là thấy thôi. Rồi tiếp nha. Vietnamese students những uh, uh, học sinh Việt Nam và bố mẹ thì ngày càng nhận ra nhận ra tầm quan trọng của những cái chứng chỉ quốc tế đặc biệt là IELTS như là một cái gateway, một cái lối à, vào cho những trường đại học top đầu ở đất nước. Thì universities, những cái trường đại học như là uh, trường đại học quốc gia Việt Nam và trường đại học kinh tế quốc dân. Cái này là National Economics University là trường đại học kinh tế quốc dân đó, đã uh, làm điểm errors là một cái priority criterion, một cái uh, Uh, cái này là tiêu chuẩn đó. Criterion là SWOT Criteria một cái tiêu chí ưu tiên cho việc tuyển sinh for admission rồi chứ đây dùng cái gì đây Owen ở đây mình đọc bọn đây về cái gì mấy em người Việt Nam uh, hãy là tầm quan trọng của bằng gì đúng không à đọc tiếp đoạn 2 mấy em đọc tiếp đoạn 2 nha đoạn này cũng ngắn thì sao đây kiểu như là hơn uh, 60 cơ sở dùng đó. institution kiểu cơ sở tổ chức hơn 60 cơ sở ở Việt Nam đã incorporate tích hợp những chứng chỉ quốc tế như là TOEFL, SAT, IELTS trong cái quá trình tuyển sinh của họ và prominent universities những cái trường đại học nổi tiếng nhanh tiếng prominent nổi tiếng danh tiếng như là trường đại học y hà nội hà nội medical university và cái này gọi là học viện an ninh nhân dân thì bây giờ ưu tiên những thí sinh với chứng chỉ quốc tế cho lần đầu tiên Cứ đang nói về cái tầm quan trọng của mấy cái chứng chỉ quốc tế nha mấy em thì these changes những cái, những cái sự thay đổi này trong những cái phương pháp tuyển sinh đã phản ánh lên cái shift cái sự thay đổi về cái quá trình recruitment recruitment thì thường mấy em dịch là tuyển dụng đúng không nhưng mà trong ngữ cảnh đang là đang đang nói về uh, tuyển sinh uh, đại học thì chắc chắn là cái này là tuyển sinh đúng không uh, phản ánh cái sự thay đổi trong quá trình tuyển sinh của trường đại học ở việt nam thì recruitment ở đây là nói về cái việc tuyển sinh gì yeah. trường và dấu mò hả trường nào em học trường nào ở trường, trường nào chứ nhẹ nhiều trường quá à. trường và dấu mò là trường nào recruitment cái việc tuyển sinh thì câu 37 là câu D enrollment thì câu D nhá ba D enrollment với recruitment cái việc tuyển sinh đó Để đừng có dịch là tuyển dụng nha là tuyển sinh câu A là chiến dịch rồi câu B strategy là chiến lược câu C là sự kết hợp combination VSA là VSA là trường gì ta? À cái này hả? À cái này hả? À. Ồ nên trường này cái trường công an chắc lấy điểm cao không, ha. Rồi đọc tới đâu rồi ta. Rồi The National Economics University à, trường đại học kinh tế quốc dân trường này nổi tiếng lắm đúng, đúng không ta? EU gì đó. Các à, mấy bạn miền Bắc là chắc muốn vô cái trường này lắm em. Về ngành kinh tế nổi tiếng lắm mà, thì trường học kinh tế quốc dân và trường học y Hà Nội còn oh, no. đâu? Ví dụ là gia tăng cái mục tiêu của học sinh nhận vào dựa trên điểm và kỹ năng ngôn ngữ và tìm kiếm những sinh với cái chứng chỉ của tiếng Anh quốc tế tương ứng, thì trường học Việt Nam đã công nhận cái tầm quan trọng của ngôn ngữ nước ngoài trong việc tuyển sinh đại học, nhấn mạnh cái nhu cầu của học sinh để thể hiện cái khả năng viết và thuyết trình rồi kia đang nói về cái tầm quan trọng của chính trị quốc tế mấy em overall nói chung á là cái việc uh, thúc đẩy quảng bá những cái chứng chỉ quốc tế của các trường đại học như là IELTS thì cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thế giới hội uh, nhập integrated world và trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để excel để thành công để phát triển trong cái sự nghiệp mong muốn của họ thì họ đây chắc chắn là thấy cho students với cho students nha yeah như là cho học sinh những cái kỹ năng cần thiết để phát triển trong sự nghiệp. Ngày D thấy cho students, có này là câu D. câu D em. Rồi tiếp luôn nha. Ở đây là hãy làm được câu 35. 35 thì đây em dùng cái gì đây? 35. 35 mẹ thấy nó khó hơn 36 à. 35. what the reason for? Lý do gì cho cái nhu cầu ngày tăng những chứng chỉ quốc tế Việt Nam? Lý do gì mấy em? Nhu cầu chứng chỉ ngàn tăng. À, để ý nha, này là lý do đây, họ lý do nha, đừng có hỏi, đợi đọc chỗ khác nha. Lý do thì mấy em coi ở đâu mấy em? Cô ừ, A phải không? Lý do là chắc là trong độ 1, độ 2 thôi đó. Cô A có đề cập không? À, những trường đại học ở Việt Nam cần chứng chỉ quốc tế. Ôi, à, mấy em nhớ cho này, cái chữ require. Anh nghĩ là nhiều bạn vẫn chưa có phân biệt được cái chữ này bởi vì trong cái phần cái phần gì ta? modal verb cái phần modal verb á, thường thường mấy em thấy it is required that bla bla bla, thì mình sẽ chọn must đúng không? Thì cái chữ require đó ở trường hợp đó đó, mấy em dịch là bắt buộc nha require nếu mà chi bị động á nó có hai nghĩa đó, nghĩa thứ nhất là cần, nghĩa thứ hai là bắt buộc Anh không biết là có bạn nào gặp cái trường hợp là làm đề riết cái câu đồ verb thấy require cứ chọn must đó, bắt buộc á ngữ à, cảnh này nếu mà dịch bắt buộc có khi là coi chừng không ổn nha require nó có nghĩa là bắt buộc chỉ khi nó thường nó nó, nó chi có bị động em ví dụ it is required đó, đó. students gì đó have to wear uniform thì ở đây nghĩa này thì nó là nghĩa cần thiết thôi nha không có bắt buộc công an dịch là trường học ở Việt Nam cần chứng chỉ quốc tế à, công an đúng em công A đúng nha đừng có dịch bắt buộc ở đây nha những trường học ở Việt Nam cần chứng chỉ quốc tế là lý do mà nhu cầu chứng chỉ quốc tế hiện tăng ở đây, ở đây này mấy em à, hoặc là thêm chỗ này nữa đọc khúc này nó là ok cái như đọc khúc này là sao mấy em là học sinh Việt Nam và bố mẹ Việt Nam á ngày càng nhận thức được cái tầm quan trọng của chứng trị quốc tế đặc biệt là IELTS như là cánh cổng cho những trường học hàng đầu có nghĩa là những trường học hàng đầu là sẽ ưu tiên IELTS đúng không nên là cái nhu cầu uh, nhu cầu học sinh là thi IELTS khi chứng chỉ quốc tế ngày tăng à, là ở đây mình cũng ghi nè hơn 60 cơ sở ở Việt Nam đã tích hợp những cái chứng chỉ quốc tế như là TOEFL, SAT, IELTS trong quá trình tuyển sinh có nghĩa là nhiều trường đại học ở Việt Nam á là có tích hợp chứng chỉ quốc tế vào cái quá trình tuyển sinh nên là nhiều học sinh là muốn thi IELTS nên là cái nhu cầu thi IELTS càng tăng là do sao là 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 là, là, là do mấy trường đại học có nhu cầu tuyển dụng à, có nhu cầu tuyển sinh đúng không à, tới 60 trường lắm tích hợp IELTS vào tích hợp chứng chỉ tới vào nên là nhu cầu học IELTS nhu cầu học chứng tới tăng thì câu này là câu A câu B học sinh muốn đi du học nước ngoài câu B không có đề cập à câu C uh, bố mẹ muốn những đứa trẻ học trong trường tốt mấy ông nào mà đọc có chỗ nào ghi nào parents want their children to bố mẹ muốn những đứa trẻ học trường tốt trong mình đọc để nhá cái động dòng đầu tiên chỉ ghi là học sinh và bố mẹ ngày càng nhớ được tầm quan trọng của chứng chỉ quốc tế như là cánh cửa đến vào trường top hết hết rồi không có ghi là bố mẹ bắt buộc à, bố mẹ muốn học sinh thi vô trường top nha hết rồi mấy em đúng không chỉ nói là bố mẹ học sinh nhận thức được thôi hết không phải nói là bố mẹ muốn mấy đứa trẻ thi học vào trường top câu d trường học ở nước ngoài cần một chứng chỉ quốc tế sai nha không có ghi foreign university trong bài đọc đọc 36 theo bài đọc trường học nào uh, xem chứng xem điểm IELTS là cái priority criterion hay dễ à trường học nào là xem điểm IELTS như là cái tiêu chí ưu tiên cho việc tuyển sinh ở Việt Nam tiêu chí ưu tiên à ở đây mấy em đây này chỗ này nè dễ con này dễ hơn không sao đây nè là university such -As những trường đại học như là trường đại học quốc gia Việt Nam và kinh tế quốc dân xem errors như là cái tiêu chí ưu tiên cho việc tuyển sinh là hai cái trường đó đó thì cái này là câu D đúng không Việt Nam National University Ồ phải, không ta à đúng rồi em đây là câu D nhé câu A là trường đại học kinh tế quốc dân và trường cái này là trường FTU này nghe quen không Foreign Trade University Đây là ngoại thương y Hà Nội học viện An Ninh à. Đào An Ninh sai. Sai sai. Này cô D. Rồi tiếp nha. 24. Ở mấy em đâu hết rồi? Không thấy bình luận à? Biến mất hết rồi hả? Trời à, ơi. À, đoạn y chính này nói về cái gì mấy em? Để nè. Cái đoạn ngồi em trọng lắm nha. Là mấy cái chính thì bắt buộc mình phải đọc cái đoạn một Kiểu như là học sinh và bố mẹ nhớ được tầm quan trọng của chứng chỉ quốc tế đúng không? kiểu như là nhu cầu thi uh, nhu cầu thi y mấy chiến tế ngày tăng là do mấy trường đại học muốn 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 tuyển sinh đúng không? Nè, cũng đó là đoạn hai cũng đó là mấy trường đại học tích hợp chứng chỉ quốc tế gì đó trong quá trình tuyển sinh chỗ này cũng ghi là trường học Việt Nam công ghi nhận cái tầm quan trọng của tiếng Anh gì đó chứng chỉ quốc tế đoạn cuối và nói thêm nè em là cái việc uh, thúc đẩy chứng chỉ quốc tế quan trọng gì đó nói chung ý chính phải nói về cái tầm quan trọng của chứng chỉ quốc tế những cái nhu cầu của chứng chỉ quốc tế ngày càng tăng ở các trường đại học thì ở đây câu này là câu b nhé câu b với em the growing demand for international certificates in Vietnam cái nhu cầu ngày tăng cho những chứng chỉ quốc tế ở Việt Nam đó, toàn và đọc đó international certificates international certificates and international certificates đang quá trời luôn đúng không Bên như cái tầm quan trọng của nó cái nhu cầu ngày tăng có A là đi du học cái quá trình tuyển sinh ở trường đại học Việt Nam Vấn đề tầm quan trọng của việc học của người nước ngoài sai à, tiếp luôn nha luôn em rồi à, tiếp luôn nha mà đọc hiểu bảy uh, câu rồi mấy câu này uh, khó không ta à, anh thấy thì uh, đọc hiểu mấy câu này không uh, không khó không phải câu này không so được với rồi ừ. <laughs> đó câu này không so được với mấy đề khác như rồi phải câu khó là gần đây nhất anh thấy là của trường gì ta chuyên phan bội châu lần hai ô lộn lần ba là chắc căng hơn cái này á cái này đỡ không em rồi vô nào Như vậy lận cho nó vui men sometimes upset the balance of nature. À, con người mấy em, ai dịch là con người nha, đừng giờ là đàn ông à. Men, con người thỉnh thoảng upset, upset thì thường mấy em dịch là làm khó chịu đúng không? Nhưng mà ngoài nghĩa là khó chịu á, upset có nghĩa là làm làm đảo lộn. Kiểu làm mất cân bằng mấy em. Con người thỉnh thoảng là mất cân bằng à, làm đảo lộn cân bằng thiên nhiên và có một vài cái ví dụ nổi bật của cái này trong thế giới và nói chung là nó con người làm đảo lộn trực tự nhiên à thì a species of cactus một cái loài xương rồng tên là prickly bear prickly bear sinh rồng ta Xương rồng tên là prickly bear được giới thiệu từ nước mỹ tới châu úc nơi nó được tìm thấy những cái điều kiện rất là thuận lợi favorable cho sự phát triển đến nỗi mà nó lan rộng khắp luôn rộng rất là nhanh và bao phủ hết những cái khu vực rộng lớn của đất đai cái mà sớm trở thành một cái track cái đường đi impenetrable cái đường đi uh, impenetrable kiểu như là không phải xâm nhập à, và vô dụng rồi cái chỗ này nó nói về cái loại characters cái loại characters tên là, à, tên là bear gì đó em nó phát triển rất là nhanh gì đó trong trường hợp này a cure is possible như là cái con uh, cái loại cái, rickley Bear này nó gây hại lắm em Useless nè, track Cái đường đi đường vô dụng luôn Trong trường hợp này thì một cái uh, cure Một cái cách chữa trị khả thi Là đòi bây giờ đề cập tới uh, đà, Caterpillar Để tới sâu bướm uh, Sâu bướm là không ăn gì hết á Nhưng mà khi mà cái con này Khi mà cái xương rồng này được giới thiệu Thì với lượng lớn thức ăn phát triển trong khu vực Rồi Caterpillar trên hữu cũng ăn luôn à tự nhiên mọi ngon tới mờ thì phải ăn đúng không à con tự nhiên con uh, really bear uh, cái cây chứ cái really bear này nó đang phát triển mạnh tự nhiên gặp uh, đúng caterpillar đang đói Nó ăn hết sạch rồi à, cái giờ tới caterpillar lan rộng tiếp thì really bear sớm bị white out xóa sổ ở vùng đất nó đã từng phá hủy rồi à, nó đã từng phá hủy là cái nào em chắc chắn là really bear đúng không cái cây really bear Điều như là chỗ trên nó ghi lại really bear nó phát triển rất là khủng khiếp luôn á Nhà, nhưng mà có một cái cách chữa trị đó là dùng caterpillar caterpillar sâu bướm sâu bướm ăn cũng gặp đúng mồi ngon nó ăn sạch hết cái là lại rộng thêm nó chiếm hữu cái vùng đất mà cái grizzly bear đã từng phá hủy thì đây ít thế do grizzly bear này cô a nha này cô a rồi tiếp luôn nha nói chung là đoạn một em thấy là chỉ tác giả nói về con người là mất cân bằng thiên nhiên đúng không con người là mất cân bằng làm mất cân bằng thiên nhiên đầu tiên nói về cái cây really brazilia lan rộng cuối cùng là con uh, caterpillar nó lại tiêu diệt được cái really brazilia là cũng mất cân bằng thiên nhiên á o bốn mươi mua mua dùng cái gì đấy em à, ý nào sau đây là đúng về uh, cái cây xương rồng really Bear cái cây này là thấy có hại nha ở à, trên ghi nó có hại mấy em công an là gì đây nó cải hiện vùng đất mà nó phát triển cải thiện chứ sai u b nó không còn được phát triển ở châu mỹ hả nó không còn phát triển ở châu mỹ không có đề cập nha mấy em không có đề cập u c nó phát triển uncontrollably uncontrollably không phải kiểm soát được à cũng c đúng em nó phát triển không phải kiểm soát được ở úc ở úc nó phát triển không phải kiểm soát được út úc. u úc ở đây cứ như là phát triển rất là nhanh á thì ở đây để cập ở đây nè ờ, nó phát triển rất là nhanh cái nào vậy ta như này mấy em đây nha như là một a uh, species of cactus một cái loài uh, xương rồng tên là red bear được giới thiệu từ mỹ úc nơi nó tìm thấy điều kiện rất là thuận lợi để phát triển đến nỗi mà nó lan rộng ra rồi nó chiếm luôn cái vùng đất lớn sớm thành mà cái hệ thống uh, vui giá trị luôn thì ở đây là nó 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 quickly spread đó nó lan rộng rất là nhanh nó phát triển rất là nhanh đó. không kiểm soát được UD nó phát triển tốt hơn ở mỹ so với úc mà sai nha hay cô b cô c rồi anh ấy làm được có 41 luôn à mốt cái lý do đằng sau cái việc kiểm soát thành công của cái loại infestation là cái việc cái sự xâm nhập á sự xâm nhập của uh, nồi xương rồng reliever really ở Út là gì lý do đằng sau cái việc kiểm soát thành công em the reason behind the successful control là em đọc khúc trên là để nói về cái cái uh, gì cái đằng trước đó là cái uh, cây reliever really đã lan rộng quá trời luôn cái có cách chữa trị nè, đây 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 hmm. đó là cái này mấy em chỗ này nè chung là nguyên khúc này À, dưới này nhé, nhìn cái này rối quá vậy, Ôi, mà xanh lá đi, yeah. Nào, trong trường hợp này, a cure trong trường hợp này, một cách chữa trị khả thi là caterpillar những cái uh, con uh, sâu bướm, không ăn gì, thì các tờ được giới thiệu thì nó hầu nó ăn hết sạch đúng không? thì nhờ công sức của cái, cái con uh, caterpillar em, uh, sâu bướm là nó ăn hết sạch mấy con cactus mấy cây cactus caterpillar là sâu bướm đúng không sâu bướm sâu bướm là một loại côn trùng thì chắc chắn cái câu này phải chọn côn trùng nhờ sự xuất hiện của côn trùng thì con này là câu a à, câu a nha introduction of a predatory insect species là sự xuất hiện vì giới thiệu của một loại côn trùng săn mồi này câu a à, nó ăn uh, các loại còn câu B là sự thích nghi tự nhiên của loài cây địa phương hả? À? à, gì có loài cây địa phương không? Không có đề cập em. Câu B, à, câu C, human intervention, sự can thiệp của loài người qua việc loại bỏ vật lý, physical removal, là bỏ vật lý có nghĩa là là bỏ vật lý là vật lý hả liên quan tới vật lý là chắc dùng mấy cái biện pháp như là tinh chế lọc hay là cái gì ta chỉ như liên quan tới vật lý em. mà trong bài không có đề cập vật lý gì hết nha ở đây chỉ đề gặp tới insect thôi côn trùng là cái con uh, caterpillar caterpillar có đề về tiến hành những cái uh, hút trừ sâu hóa chất pesticide là hút trừ sâu á không có đề cập nha đề cập cái con caterpillar thôi rồi tiếp luôn nha đọc tiếp cái đoạn hai đoạn một chỉ đề cập tới con người là mất cân bằng thiên nhiên gì đó uh, các tờ uh, phát triển thì có caterpillar chạy rồi, đọc tiếp đoạn 2 nè In the past, trong quá khứ, thì con người failed ai đoán được mấy em? Chuyện này mấy em không biết mấy em vẫn đoán được nha Con người sao đây? Những cái gì đó, những cái cây, những cái rừng lớn để có được gỗ để xây nhà Và tạo ra những khu vực uh, clear Trống trải cho việc uh, trồng trọt cultivation Vậy chắc là con người chặt cây đúng không? Chặt rừng, chặt cây lấy gỗ Thì chặt cây, fail, chặt cây cây thì câu uh, 43 Đây là câu D nha Cách đào hả em Cách đào Chặt cây Câu D Câu A trồng à Câu B uh, Đất là Đào á à? đất Đào D là C là đốt à, Tiếp luôn nha ở Như con người chặt cây gì đó Lấy gỗ This was before Điều này là trước khi nó nhận ra là Uh, cây là lý do cho đất trở nên màu mỡ, fertile và tưới nước tốt. Cây là roots những cái rễ cây á, như chúng ta thấy sau đó thì uh, tìm kiếm độ ẩm đất bên dưới thường ở cái độ sâu rất là lớn. và sau khi sử dụng một vài cái này cho cái quá trình sống thì những uh, cái cây mất mất cái sự dư thừa qua pores gọi là stomata gì đó qua lá. điều này gây ra đam bờ e gì trên trên rần do đó là sao không khí phù hợp hơn cho cây và những cái cây con khá phát triển thì lá thì ôi giờ đề gặp tới lá lắm em tưởng nha nhưng đang nói về cây cối hả ta ở à, đây là root nè à, root à, rễ cây Nhìn như là rễ cây đóng vai trò quan trọng gì đó chỗ này bắt đầu được cập tới lá đây chỗ này nó hơi chuyên ngành xíu nha đề gặp tới lá nè lá thì give she to cho bóng mát á. cho mặt đất bên dưới và ngăn cản mặt trời khỏi việc evaporate evaporate thì, thì kiểu như bốc hơi mấy em thì chỗ này đang dịch là là bốc hơi nha chỗ này là là bốc hơi là bốc cả mặt trời khỏi việc là bốc hơi độ ẩm bên dưới bề mặt đất để mà những cái cây nhỏ hơn có thể phát triển ở trong đất màu mỡ và mùa thu thì lá rơi rụng và cuối cùng phân hủy đã hình thành một cái mốc gì lá như là gì đó organic matter chất hữu cơ phân hủy trong đất cần thiết nếu mà đất hỗ trợ cho thực vật phong phú rồi, nói chung là đoạn này đang nói về cái gì ta? Có người chặt cây để phá rừng thì đây là trước khi nhận ra là cây quan trọng gì đó. Cứ như chặt cây xong mới nhận ra. Rồi thì chỗ này bắt đầu ta giải đặt chọc mấy cái vai trò quan trọng của cây mấy em. Đầu tiên là rễ thì sẽ làm gì? Lá sẽ làm gì? Thì ở đây em thấy mình làm được câu số 44. 44 mình chọn gì mấy em? Ý nào sau đây là benefit lợi ích của lá trên cây. À, kiếm như là có lá mình đọc nha, đừng có đọc kiểu rễ à. À, là lá lợi ích của lá nên cây là gì ờ à, công là gì em? cho phép mặt trời tiếp cận những cái cây khác không có đề cập nha khu b cung cấp nước cho phần còn lại của cây không có đề cập khu c giúp cho mặt đất ẩm ướt having to keep the ground wet. à, khu c đúng nè giúp cho mặt đất ẩm ướt mặt đất ẩm ướt ở đâu ta thì chỗ này em đây là để đầu độc đầu kỹ này nha độc kỹ nè the leaves give to the ground beneath and prevent hot sun from evaporating on the moisture from the surface layers of the soil là lá của chúng á à, uh, cho, cho bóng mát cho mặt đất bên dưới là như là lá cây là sẽ che tạo bóng mát đúng không và ngăn cản đây cái con này quan trọng là ờ à, chỗ này mấy em cái câu này quan trọng nha và ngăn cản mặt trời có việc làm bốc hơi độ ẩm từ cái bề mặt đất của đất từ cái bề mặt cái lớp bề mặt của đất á để mà những cây nhỏ hơn phát triển trong đất màu mỡ có nghĩa là lá mấy em tạo bóng mát nè và ngăn cản mặt trời ngăn cản mặt trời có việc làm bốc hơi độ ẩm có nghĩa là phải giữ được cái độ ẩm của đất đúng không là phải giữ cho đất ẩm ướt kiểu như là làm cho đất ẩm ướt á ngăn cản mặt trời có việc làm bốc hơi độ ẩm từ cái bề mặt của đất là phải giữ được cái độ ẩm của đất đúng không? đó, vậy là phải giữ được cái độ ẩm của đất thì con này là câu C đó, phải giúp giữ cho đất ẩm ướt, wet, wet, tự nhiên nó giống giống với chữ moisture đây em, độ ẩm á, ướt là câu C, câu A nó không có nói cho nước, không có nói cung cấp nước cho phần còn lại của cây nha. không có nói cung cấp nước em, chỉ là giữ đất ẩm ướt thôi, này câu C, câu D làm cho những cây con phân hủy, rot là phân hủy á, Kiểu decay á phân hủy nha này của c rồi tiếp luôn nha mấy em học tiếp đoạn này luôn rồi, nói chung là tác động con người gì đó when forest khi mà rừng cây bị lọ bỏ với con người thì mặt trời scorch the ground thiêu đốt mặt đất luôn thì bầu khí quyển khô hạn thì đất nhanh chóng mất đi cái fertility cái tính màu mỡ với cái việc thiếu uh, chất rau phương mỹ gì đó và vùng cái vùng vùng đó trên parent cằn cỗi thì nếu không có cây nào để cung cấp nơi trú ẩn hay là rễ để bay gắn kết đất lại thì gió và mưa là bỏ về mặt đất trong vài trường hợp là tới cái bedrock luôn tới cái đá trơ trọi bên dưới luôn hả? rồi nói chung là vẫn là con người tác động lên. hiện nay em thấy mấy em làm được câu số 45 luôn nha. điều gì sẽ ra nếu không còn cây? Điều gì sẽ xảy ra nó không còn cây mấy em Không còn cây thì anh thấy đọc chỗ này là đọc được đúng không Đây này chỗ này nè, đâu, đâu, đâu đây, cái, ý, cái, cái, ý nó nằm đâu đây mấy em Khi mà cây bị lỡ bỏ đó Thì là mặt trời làm gì đó Thì có nghĩa là điều gì sẽ ra nếu không còn cây Thì câu nào đây Câu 45 Câu này The Land Cái vùng đất Sẽ có thêm nhiều cây con Trời ơi vì <laughs> cái đoạn đó là nó đó là làm đất cằn cõi mà có cây con đâu mà cây con có thêm nữa chứ có mò nữa chứ không phải nha hoa sai nè câu b sao hoa sẽ phát triển nhanh hơn nữa hồi ơi nghe tích cực quá lại luôn câu c gió và đất có thể gây hại cây con ở à, cái chữ mà em nhớ trên cái chữ plan thì em có thể dịch là cây con á cây thì chắc là là cây nhưng mà nói thường nó nhỏ hơn tree nha nó nhỏ hơn tree mấy em plan thì như mình có thể dịch là cây con nó nhỏ hơn tree á gió và đất có thể gây hại cây thì được ở đây này gió và đất ở đây đúng không? à cho này em. như cái đoạn này đây đề cập là khi mà rừng bị phá hủy bởi con người gì đó, mặt trời làm gì Nên dẫn tới đất cằn cỗi, với downy trees không có cây đây này để cung cấp bóng mát, ở à, nó trú ẩn hay là rễ cây để gắn, chắn gắn gắn kết đất lại thì gió và mưa loại bỏ luôn cái uh, bề mặt đất. trong ngoài trường hợp là đến cái đá trơ trộn dưới luôn. có nghĩa là sao? khi mà gió và mưa làm là bỏ đi cái bề mặt đất rồi thì làm sao cây sống sót được đúng không? là cây nào cũng chết hết, đặc biệt là cây con mới, cây con cũng không có đất màu mỡ để sinh sống, như là nó gây hại cây con em là khi mà cây bị chặt đi á, là bỏ đi thì gió ở đất sẽ là bỏ luôn bề mặt đất, làm cho mấy cây nó không phát triển, không, không phát triển được làm cho mấy cây không phát triển được là kiểu như là, là damage the plants gây hại mấy cây á, làm cho nó không có phát triển được. Còn câu uh, d nó sẽ mưa thường xuyên hơn trong bài đọc chỉ nói mưa và gió hết không có nói là rain more often nha rồi ở đây đọc tiếp đoạn cuối luôn nè số so, vậy chúng ta có thể thấy là bằng những ví dụ này là cái thế giới thực vật cây là không phải là cái hợp hazard arrangement không phải là cái sắp xếp xếp ngẫu nhiên bừa bộ á hợp hazard Kiểu bừa bộ ngẫu nhiên nhưng mà là một cái xã hội cứng bằng xây dựng qua hàng trăm triệu năm và nhiều cái sự suy nghĩ được cho cho bất kỳ động nào có thể làm tạo lộn cái này vì cuộc sống chúng ta buộc vào cái thảm thực vật xung quanh chúng ta rồi Mình mà nói là con người tác động gì em hệ chính 39 mươi em em chọn cái gì đây đọc kỹ thì đang nói về tác động con người đúng không đồng con người em đang chỗ này thì đề cập thêm sơ sơ về cái tầm quan trọng của cây ấy. thì 39 mươi này chọn gì tầm một thì đây là đề cập tác động con người rồi, rồi chứ là characters cho người giới thiệu thì sau đó rồi có phương pháp khác là dùng carabiner Rồi à, câu a là gì con người đã lúc nào cũng cẩn thận với thiên nhiên always been careful lúc nào cũng cẩn thận nữa chứ nguyên bài đọc này đề cập tới cái tác động của con người mà tiện cẩn thận đâu cẩn thận câu b con người đang tiến hành thí nghiệm với carabiner 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 chỉ đề cập động một nha. không phải ý chính được câu c con người đã học được một cái gì đó từ những cái sai lầm của cậu ấy hả à? câu c đúng em thì nếu mà mem á không biết câu C đề cập ở đâu thì anh chị nè Con người đã học được cái gì đó từ sai lầm Cứ như đoạn 1 là đề cập tới con người làm đạo đồ thiên nhiên đúng không Bla bla Rồi cái chỗ này nè Cái này sẽ làm câu ý chính đúng Nè để nè Trong quá khứ Con người chặt cây để lấy được gỗ và tạo ra clear errors cho việc trồng tròn Nè đây chỉ cái câu này mấy em This was before he realized that Điều này là trước khi anh ấy nhận ra là cây là lý do cho đất màu mỡ và tưới nước tốt có nghĩa là sao nghĩa là con người chặt cây xong em mới nhận ra là cây đi quan trọng như thế nào là cho đất màu mỡ kiểu như là con người chặt cây xong á mới nhận ra là là là, là cây đó có trò quan trọng như thế nào thì cái đoạn này đề cập thêm là vai trò quan trọng của cây là bao gồm gì rễ quan trọng như thế nào lá quan trọng như thế nào đó, à, kiểu như là con người chặt cây xong mới nhận ra được tầm quan trọng của cây em à, nè, yeah, con người chặt cây thậu quả như thế nào rồi cái gì ta cũng nói là mình phải cẩn thận với cây cối gì đó thì chỗ này là nó làm cái câu đó đúng nha Cái chặt cây xong mới nhận ra là cây quan trọng em đó, à, là có người nó học cái gì đó từ những sai lầm là chặt cây xong mới nhận ra cái tầm quan trọng của cây còn ô động vật đang phát hiện môi trường là sai rồi em cũng C nhé ok không xịn nông xịn nông thật ra thì thấy bài đọc này không có không có tricky À, ổn không ta tiếp luôn nha em em câu số 46 anh ấy không có uh, Take a day of kiểu nghỉ cái này là nghỉ uh, nghỉ phép một ngày nào uh, trong nhiều tháng rồi anh ấy, anh ấy đã không nghỉ phép một ngày nào nhiều tháng rồi có nghĩa là lần cuối cùng anh ấy nghỉ phép là một vài tháng trước thì câu uh, b không ta b đúng không em b nha lần cuối cùng anh ấy nghỉ phép là một bản trước câu hai đã nghỉ phép hàng tháng à c có một ngày nghỉ phép d không nghỉ phép ở đây uh, for mà dùng quá khứ đơn này là sai nha bốn bảy is likely that có khả năng là chúng tôi mắc kẹt trong giao thông có khả năng thì đây là có khả năng à? không em might be stuck in the traffic for hours câu ai không ai thôi 68 Ở trường hợp câu hỏi có từ để hỏi à, Câu hỏi có từ để hỏi là what sport Và quá khứ đơn rồi xuống quá khứ hình thành Công thức phải là WH cộng S verb nha Còn chung cái động từ Thì uh, yesterday đã để đây before Order. Order, nha Ủa đề What sports I played the day before 49 Ở 49 đây là Em coi chọn gì mấy em 49 thấy câu 49 câu này cũng khá là lạ đối với nhiều bạn á nếu mà bạn nào là không quen thì câu này khá là lạ Rồi, câu này còn chọn gì đây em câu này hay xịn nhá việc cũng hơi sơ sơ với em. Chính cũng hay lắm nha, cũng chính nó sẽ nha, cũng chính ok. Này sau khi. Rồi, em câu cũng chính này chọn gì Nè nè để đây cái nè. Nó cho em cái câu uh, gì ạ, câu vi là câu nào em? Môn chính thật sự là thấy uh, rất là lạ nếu mà đối với nhiều bạn á là sẽ có cái dạng này lần đầu bởi vì thường nó nó cho thêm cái mạng đề à. nó chìm cái mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở đây nè when đây was 10 Tại có kỹ nào anh ấy qua đời khi tôi 10 tuổi tôi chỉ nhận ra là anh ấy uh, đặc biệt như thế nào sau đó, <laughs> đó là làm em là, biết hành động thứ nhất sẽ trước động thứ hai đúng không Tuy nhiên anh ấy qua đời khi tôi 10 tuổi á Tôi chỉ nhận ra là anh ấy đặc biệt như thế nào Câu A mấy em nhớ cho anh cô rút It was not until phải đi với Dad nha Cô A đang đảo ngữ ở sau Đảo ngữ hả Ủa Dad rồi còn đảo ngữ nữa ta À nếu mà dùng not until thôi á Thì nó sẽ đảo ngữ với sau Còn it was not until là Dad thôi Không có đảo ngữ nha Nhưng đảo chỗ này chứ hoa sai Câu B ở đây vừa after mà còn ven nữa còn đảo ngữ nữa chứ ừ, công bên nó sai dùm lum hết after rồi còn when ở đây nữa hai cái liên từ thời gian luôn sai nha hai cái liên từ thời gian là sai em after rồi còn when nữa quá dư thừa cũng sai à, đây là động ngữ với only after thì mấy em nhớ only after thì nó ngoài công thức hiện này nó còn có công thức uh, only after cộng s verb thường thường ừ, em thấy ở dưới nhiều hơn đó. thì ngoài cái only after cộng s verb nó còn có là only after cộng danh từ cầm nhân từ á rồi đọc ở phía sau thì mấy em coi cái khúc này nè mấy em xem nguyên cục này là danh từ nha his death when I was ten thì mấy em xem cục nguyên cục này là danh từ á là chỉ sau khi cái chết của anh ấy khi tôi 10 tuổi thì tôi mới nhận ra là anh ấy đặc biệt như thế nào ở hợp lý quá ta hợp lý không hợp lý không rồi đúng mấy em sơ nha thì xem mấy em cái cục này là cầm danh từ luôn mấy em mấy em xem cục này luôn là cầm danh từ nha cập danh từ á. after his death when I was 10, then I realized how special he was. Này nó có động ngữ với sau nè. Này. này quá khứ đơn thì mượn trộm từ did thôi nha. Còn hiện tại đơn thì mượn trộm từ do does. Thì câu này cũng C. Chỉ sau khi cái chết của nãy khi nãy 10 tuổi á à khi tôi 10 tuổi chứ. Thì uh, tôi mới nhận ra anh ấy đặc biệt như thế nào. Thì câu này là câu C nhé. Nhớ nha. Mấy em coi nguyên cụm này là cái danh từ á, Mấy cái cụm danh từ thì mình sẽ dễ hiểu hơn còn ô d chỉ sau khi ấy mất tôi chỉ nhận ra hả để ý câu này là realize hiện tại đơn câu đề là realize quá khứ đơn Đó là có 50 mươi à, john không có điện thoại thông minh anh ấy không phải lướt web bây giờ net là internet ấy. À, hay với hiện tại ước trái hiện tại dùng câu điều kiện loại 2 công a nếu john có điện thoại anh ấy có thể lướt web bây giờ Câu A đúng luôn em Câu B là 1 Câu C là 3 Câu D loại 21 hả Đây Nghe câu A nha Ối, Ổn không em Ổn không Không mày nè Để rất là ok luôn nha Để lên trường em Đây này mới thi Đây này đang Đang lên Bên youtube chắc ổn ạ à. ổn không em có bạn nào đề mới thi cái gì nhớ gửi anh nha giải anh cho không ổn hả khó lắm hả sai nhiều lắm hả sai nhiều lắm hả đề này cũng được mà à, vừa xếp học sinh rồi đúng không vừa xếp học sinh rồi ạ Xì chết luôn hả? Chị ghê gì vậy? Trời ơi trời <laughs> Nói gì ghê quá vậy ta Ôi <laughs> với em à Đề này thì anh nghĩ là có cái câu nó hơi ngộ ngộ xíu thôi chứ bài đọc hiểu dễ nha Đọc hiểu này là không so được với đọc hiểu của Có mấy trường nó khó hơn á, mấy trường nó khó lắm em nào giải chiên phèo bò châu lần 3 bữa nó mới sửa Nó phân loại nhiều hơn á Ờ, à, bò châu nghe ăn đúng không ta à, đúng rồi Nghe An thi thử nhiều quá nhỉ sợ nghe rồi còn liên trường nghe An nữa Cùng Nhận nhiều thiệt Ai à, hai được rồi nha. bye bye mấy em nha. gỡ luôn nha mấy em. Có hỏi anh gì không? Nói gì không? Nó ổn vậy hả? Không không có hiểu câu nào. đừng có mày first à? À con rắn xịn quá rồi. <laughs> con này quá xịn rồi. Con này quá đẳng cấp. <laughs> con này quá đẳng cấp rồi. Rồi nha. Bye, bye nha có em nha em có lên nhé có lên cổng ừ. em nha em em có lên có lên rồi nãy giờ mới thấy alan Turing <laughs> bye, bye.